con xin lỗi cả nhà, con sai rồi. Không sao đâu con trai à, lần sau thua thì mình cố gắng hơn, đừng tự ái như vậy nha con. Thời thấy chưa, chớp không dỗi lâu đâu, con trai chị hiểu mà. Vâng, nhưng... Chị Thơ có nhiều đồ chơi quá à, cả bóng côn cũng trong này nè. Chị phải dùng nhan sắc này để dụ dỗ anh Quang Hải cho chị mượn bóng côn đó. Trả tớ. Không được. Tiến sĩ Đơ, kế hoạch bất thành rồi. Quả bóng đã bị giấu vào ba lô cun của Thơ Nguyễn và Thơ ôm rất chặt. Tôi không thể làm gì. Ta đã nói với ông rồi, làm sao mà tin được cho thằng nhóc vô dụng đó. Ông cứ bình tĩnh, ông phương án 2 mà. Bây giờ ngươi sẽ làm theo kế hoạch như thế này. Ngủ ngon giấc quá. Em cũng vậy, không khí thật trong lành. Mọi người mau qua đây ăn sáng, con đã chuẩn bị xong hết rồi. Hả? Bà mẹ rất tự hào về con, chàng trai ạ. Bà cũng rất tự hào về con. Mọi người cứ ăn trước đi, con ra ngoài có việc. Phương án 2 đã chuẩn bị xong, mọi người có thể vào nông trại. Chớp chớp đã hoàn thành phương án 2 rồi, chúng ta tiến hành thôi. Làm sao mà vào đó được? Đội quân robot của ta đã bị thiệt hại rất nặng nề từ lần trước, ông quên nhanh vậy. Nhưng sáng nay cả gia đình đã uống thuốc độc do ta đưa cho chớp chớp. Chúng sẽ mất đi năng lực siêu phàm trong một thời gian. Tôi nghĩ ông không cần mang theo đám robot ăn hại đó nữa đâu. Đi còn chờ gì nữa, tấn công thôi. Tấn công vào nông trại Cun. Bữa ăn sáng tuyệt quá. Chớp học ai mà nấu ăn ngon quá vậy. Mọi người, phi thuyền của Liên Hiệp Pháp Nhân đang đến. Em có nhìn thấy gì đâu ạ? Em cũng chả nhìn thấy gì hết. Mama em có đôi mắt tinh nhất nhà đó. Mama đã nói thế thì chắc chắn là đúng. Mấy lão ác nhân này lại muốn gì đây? Em không biết nữa, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Đây chính là những kẻ đã rượt đuổi bọn em. Cái lão xanh lẻ xanh lét kia kìa, đuổi theo em để lấy ba lô. Đã vậy còn xả bụi mù mịt nữa. Xin chào Mama Bay, ta đến thăm nàng đây. Ngoài việc đến thăm nàng ra, ta còn đến để đòi bóng côn và ba lô côn đây. Các ngươi mau mau đưa đồ ra đây. Ai cần ông đến thăm Mama? Ba tôi cho ông một trận bây giờ. Núi đèn ngươi chưa sợ hay sao mà dám tới đây? Ông có giỏi thì qua đây mà lấy bóng cun và ba lô cun xem. Ta cần gì phải mất công qua lấy, để ta cho các ngươi một bất ngờ. Xin giới thiệu một đồng minh thân cận mới toanh của chúng ta. Ra đây nào anh bạn. Hả? Không phải nào. Quả bóng cun của em. Chớp bị làm sao vậy? Chớp chớp hình như bị dụ dỗ rồi. Mama Bay, nàng thấy ta thân thiết với con trai nàng chưa? Hãy đi theo ta nào. Thơ Nguyễn, mau ngoan ngoãn đưa cả ba lô cun đây. Lão bụi, ông đừng có mơ. Đừng mong ta đưa ba lô cun ra. Tiến sĩ Đơn, ông đã làm gì con trai của tôi? Mau khiến chớp chớp trở lại như cũ, nếu không các ngươi sẽ biết tay ta đấy. Ôi,
Ngươi dọa làm ta sợ quá đi. Có giỏi thì làm gì ta xem. Mau biến Chớp Chớp trở lại như cũ và trả ta quả bóng cung ngay. Bằng không gia đình nông dân siêu phàm sẽ cho các ngươi biết tay. Để ta xem các ngươi còn khả năng làm được gì mà lớn tiếng dữ vậy. Đã ăn phải thuốc do ta chế tạo thì còn lâu mới mong lấy lại sức mạnh. Chớp Chớp, hãy mau lấy ba lô côn về đây cho ta. Nhanh lên. Đừng Chớp Chớp, con mau tỉnh lại đi. Vâng, tuân lệnh sếp. Bắt được con rồi. Thả ta ra, thả ta ra. Chớp ơi, ba mẹ đi mà con. Không ổn rồi, thằng bé có vẻ không nhận ra ai cả. Chớp ơi, thả ta ra. Tiến sĩ Đơ, ông đã làm gì con trai tôi? Tôi sẽ cho ông biết tay. Nàng đừng có nóng, Chớp nó hơi chập mạch tí thôi. Chút là tỉnh ý mà. Ông giải thích gì chứ, lằng nhằng quá đi. Tao đi lấy ba lô cuốn thôi. Sao, kế hoạch của ông thất bại nữa hả? Chớp không hoạt động được nữa rồi kìa. Chớp Chớp chỉ là một công cụ thôi. Ta đã có quả bóng cuốn được còn gì. Các robot chiến đấu đâu? Sống lên đâu. Tao đi lấy ba lô cuốn thôi. Tại không vận động chút nào. Nguy rồi, chấn động quá.